thưa quý vị và bản tin từ Việt Nam, nguồn tin sau đây cho hay Hà Nội tố cáo Trung Cộng là vi phạm tuyên bố ứng xử ở Biển Đông. Phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8 tháng 1, Phó Phát Ngôn Nhân Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố việc mà Bắc Kinh vừa công bố hình ảnh các hoạt động quân sự trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa là vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức là DOC, mà Trung Cộng là một bên tham gia, không có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông. Theo như bà Hằng, thì thưa quý vị, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để chứng minh chủ quyền không tranh cãi của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, việc mà Trung Cộng thành lập 4 ban vũ trang nhân dân ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm tuyên bố DOC mà Trung Cộng là một bên tham gia. Vào hôm 3 tháng 1, thì Trung Cộng lần đầu tiên công khai hình ảnh các hoạt động diễn tập quân sự trên bãi đá chữ thập, bao gồm một buổi lễ thượng kỳ và các buổi tập bắn. Việt Nam tuyên bố bãi đá này thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Cộng chiếm đóng trái phép từ năm 1988. Các hình ảnh trước đó cũng cho thấy là Bắc Kinh đang xây dựng các cơ sở thiết lập căn cứ và hệ thống thông tin liên lạc. Ngoài bãi đá chữ thập, thì Bắc Kinh còn tiến hành xây cất khai hoàng ở đá Gạc Ma, Châu Viên, gây vân trên quần đảo Trường Sa trong chiến lược hiện thực hóa bản đồ đường lưỡi bò chín đoạn, bành trướng chủ quyền của Trung Cộng gần như trọn vẹn Biển Đông. Tại cuộc họp báo thì đại diện Bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam xác nhận thông tin, giàn khoan Hải Dương đang di chuyển trên biển Đông. Tuy có nhiều tranh chấp gay gắt về vấn đề chủ quyền biển đảo, nhưng hai nước cộng sản anh em này vẫn dự kiến là tổ chức các hoạt động kỷ niệm để cho mối quan hệ đối tác chiến lược được tốt đẹp hơn, trong lúc mà tinh thần bài chung của lòng dân đang ngày càng lên cao. Thưa quý vị, nhà nước Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về thất bại trong lĩnh vực thủy điện theo như bbc cho biết thì nhà nghiên cứu chính sách công phạm quý thọ từ bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng các dự án thủy điện ở việt nam đang là món nợ của nhà nước với người dân chính phủ đang phải trả giá trong lĩnh vực năng lượng cho việc tăng trưởng từ phát triển tùy tuyện về dự án thủy điện thủy lợi trong cả nước nhiều năm qua ông thọ cho rằng nạn phát triển tràn lan thủy điện bằng mọi giá xuất phát một phần từ bệnh thành tích từ cân đua xin dự án mà trong đó có nhiều liên hệ tới các lợi ích nhóm trong đó có ba nhóm là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Ủy ban Nhân dân các cấp phải chịu trách nhiệm chính đối với các dự án xuống đang gây xáo trộn trong dân sinh và phá hoại môi trường và để lại nhiều hậu quả kinh tế, xã hội nghiêm trọng. Tạp chí The Economist của Anh vào hôm 9 tây tháng Giêng có bài bàn về thủy điện ở Việt Nam. Bài báo cho hay, vào năm 2013, thì Quốc hội Cộng sản Việt Nam nói là có 268 dự án thủy điện đang được vận hành với 205 dự án nữa dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2017. Tuy nhiên thì cơn sốt thủy điện có cái giá phải trả. Sông và rừng già đã bị tàn phá và hàng chục ngàn dân làng, thường là người dân tộc thiểu số phải di dời. Nhiều người đã được tái định cư trên đất nghèo. Những người ở lại có nguy cơ lũ quét gây ra bởi công nghệ đập yếu kém và giám sát không đầy đủ. Bài báo cũng cho biết là những cái nhìn hạn hẹp đó có thể làm cho nông dân mất nước tưới tiêu trong mùa khô và khi mưa lớn vào mùa hè và mùa thu thì nước lũ thường tràn vào tràn vào đường tập cũng như là không hề có cảnh báo hoặc là cảnh báo rất ít khi đập bị vỡ vào tháng 8 tại tỉnh gia lai thì một lưng làng nói với báo thanh niên rằng tiếng ồn và sự hoảng loạn chẳng khác gì những đợt đếm bom từ thời chiến tranh Hoa Kỳ tiếp tục áp dụng thuế bán phá giá cá tra Việt Nam Thưa quý vị theo nguồn tin của báo pháp luật Bộ Thương mại Hoa Kỳ tức là DOC đã công bố phán quyết cuối cùng của đợt kiểm tra lại hành chính lần thứ 10 tức là POA 10 đối với sản phẩm phi lê cá tra đông lạnh của Việt Nam xuất vào Hoa Kỳ. Theo kết quả mà DOC vừa công bố vào ngày 9 tháng 1, 24 doanh nghiệp xuất cảng cá tra ở Việt Nam phải chịu mức thuế chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam. Mức thuế này tăng 0.21 Mỹ Kim cho mỗi ký. Chỉ có hai công ty thủy sản Biển Đông và Vĩnh Hoàn là không phải chịu thuế chống bán phá giá do không nằm trong đợt kiểm tra lần này và kể cả đợt kiểm tra hành chính kỳ 11. Đây là hai công ty xuất cảng cá tra hàng đầu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ có mức thuế xuất thấp không thay đổi đến tận năm 2017. Ngày 14 tháng 11, thì Bộ Công thương Việt Nam cho biết trong khuôn khổ quy trình kiểm tra lần thứ hai, lệnh áp dụng thuế chống bán phá giá, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã biểu quyết tuyệt đối khẳng định nguy cơ cá tra nhập càng sẽ tiếp diễn hoặc là tái diễn, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất cá tra ở nước này và theo kết quả biểu quyết này thì lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra nhập càng từ Việt Nam sẽ được tiếp tục áp dụng thêm 5 năm nữa. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam cho biết, thì Hoa Kỳ giảm nhập cá tra và cá da trơn Việt Nam, nhưng lại tăng nhập cá rô phi từ Trung Cộng. Nguyên nhân một phần là do cá rô phi Trung Cộng có xu hướng sụt giảm, trong khi giá cá tra lại tăng hơn 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn tin sau đây cho hay đã bắt du khách Nga mang cường sa từ Lào đến Việt Nam. Vào sáng hôm nay, ngày 9 tháng Giêng năm 2015, Công an Cộng sản Việt Nam tại cửa biên giới Giao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị đã bắt ra một du khách Nga đã giấu trong hành lý là 2.3 kg lá cần tra khô. Báo lao động cho biết là ông này có tên là Vladimir Sperlin, 31 tuổi đang bị cảnh sát quốc tế Interpol truy nã vì hành vi mua, bán, vận chuyển ma túy suốt 10 năm nay. Tờ báo này dẫn phúc trình của Công an Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho hay, ông Vladimir Spurlin từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam vào khoảng 8 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng, mang theo hành lý sách tay bên trong có dấu vào khoảng 2.3 kg cần sa khô. Ông này đã bị bắt để điều tra. Và vẫn theo báo lao động thì trước đó một ngày, công an đã trú đóng tại cửa khẩu Lao Bảo và cũng đã bắt một thanh niên Việt Nam 27 tuổi đã mang theo 0.6 kg cần sa khô làm thủ tục từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam. Như vậy là chỉ trong vòng 2 ngày thì công an ngay tại biên giới Lao Bảo đã khám phá ra hai vụ vận chuyển tổng cộng là 3 kg lá cần sa ép khô. Phụ nữ gốc Việt kiện tài tử Steven Sigo tội quấy nhiễu tình dục. Thưa quý vị, theo tờ báo Inquiry cho biết là Steven Sigo là một ngôi sao màn bạc đang bị kiện vì tội quấy rối tình dục và buôn bán tình dục. Diễn viên khung phu này bị kiện bởi cựu nhân viên Kayden Nguyễn, một người mẫu 23 tuổi. Kayden yêu cầu bồi thường 1 triệu mỹ kim. Theo tài liệu đệ trình trước tòa án thì tài tử Steven Seagal đã thuê cô Nguyễn làm phụ tá cho ông ta, nhưng trái lại thì cô đã trở thành vật để ông ta chơi đùa. Trong đơn kiện thì cô Nguyễn dùng từ đồ chơi tình dục tức là sex toy để mô tả mối liên hệ giữa cô và người tài tử này thưa quý vị cô Đình có hai người giúp làm nhân chứng hai phụ nữ này cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự với steven Seagal nhưng đã bỏ việc trước khi để xảy ra tồi tệ hơn luật sư đại diện cho ông đó là marty singer tin rằng những chi tiết trong vụ kiện được tiết lộ ra ngoài dường như là dùng để làm phương tiện truyền thông để tạo cho cô Đình nguyễn là một nạn nhân trong mắt dư luận và ông cũng tin rằng các cáo buộc là vô lý và tuyên bố diễn viên Steven Seagal không quen biết những phụ nữ nêu lên trong đơn kiện. Những cáo buộc về quấy rối tình dục đối với ông không gì mới mẻ vì trong quá trình làm phim vào năm 1991 đã có một phụ nữ đầm đơn thưa kiện với tội danh tương tự. Thưa quý vị, ông cũng đã có quan hệ và có con riêng với người giữ trẻ của ba con của ông, Đò và Kelly LeBrock, khiến cho cuộc hôn nhân này tan vỡ. Steven Seagal là một diễn viên nổi tiếng trong suốt những năm 80 và 90. Ông được biết nhiều qua các vai trong phim Mark for Death, Driven to Kill và Above the Law. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong chia lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị tin thêm về người sống sót trong vụ tấn công tòa sản tại Charlie Hebdo. Mời quý vị cùng theo dõi cho phần thông tin thương mại của đây.